Toán, đi đâu mày? Đi nhậu, tiền yếu mà. Trời ơi, làm điếu, nó làm điếu, thằng liền nó đi nhậu. Sao vậy rồi? Uống bằng thao không mà uống có lại. Trời, nhậu mà nhậu bằng thao. Toán, mày đâu nữa mày? Tiệm khác làm, tiệm này ếu mà. Trời đất ơi, ế yết gì cái thằng này. Sao về lại rồi? Tiệm kia còn ế hơn tiệm này nữa. Tao đã nói với mày rồi. Đi check in đi. Tấn, mày đâu mày? Qua tiệm khác làm. Chúng ta trả xe nay nay thì mình trả đất yêu thương, trả tiền mắt cũng mà. Trời ơi, làm nêu phải trả thuế chứ sao mày? Ủa sao về lại rồi? Mà sao tôi trả đất yêu thương hết rồi má ơi. Sao cũng về lại với má. Tao đã nói với mày rồi. Đi check in đi. Anh, khách ăn làm chân rồi kìa. Quay hoài. Tiệm á hả? Nghe em. Nè, lấy cái này làm chân đi. Trời đúng không? Thì khăn làm chân đây nè. Lấy làm điện thoại đi. Từ khi mà có cái go check in này rồi á, là không có một đứa nào mà thoát khỏi tay tao á. Khách vô khách ra gì đều biết hết trơn á. Trời á, tất cả những tiệm nail nên xài cái này đi. Go check in. Heh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